Ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho anh em nghe một câu chuyện ngày xưa, mà thật ra cũng chả xưa lắm đâu, cách đây khoảng chừng một năm, khi đấy mình vẫn còn là một cậu sinh viên. À không, thực ra bây giờ mình vẫn là một cậu sinh viên nhưng mà mình vẫn chưa ra trường. Thôi cái này mình nói nhỏ thôi, mình chưa ra trường. Lúc đấy mình chọn cho bản thân mình một mẫu laptop. Mình chỉ có khoảng 16 triệu đồng thôi và chọn mua một mẫu laptop. Đây, nó cũng là một trong những em này đây. Và mình nghĩ này, uầy, laptop ở đấy nó đắt thế, 18 triệu đồng mà được có i5 8265U và MX150, có 4GB RAM thôi, một lúc đấy nó khoảng 18 triệu đồng. Mình nghĩ là hay mình vay anh em đi. Nhưng mà trong đầu mình nảy ra một ý nghĩ, tiền thì nó quan trọng thật đấy, nhưng mà tình cảm anh em quý hơn nhiều, nên mình đã chọn mua mẫu laptop khác và mình không đủ tiền. Và ngày hôm nay thì mình có mẫu laptop nó còn cấu hình còn cao hơn nữa cơ, mà mức giá của nó chỉ khoảng 18 triệu thôi. Và khi mình động vào mẫu laptop này, mình nghĩ là uầy, ước gì mà đợt đấy mình không mua, mình để tiền bây giờ mình mua, có phải mình được sở hữu cái mẫu laptop này không? Thì đây là mẫu laptop S530. Ngày xưa đấy anh em kiểu rất là thích mẫu laptop này. Tuy nhiên thì cái phiên bản ngày hôm nay cũng là phiên bản nó mới hơn một chút rồi, nó không phải phiên bản cũ như ngày xưa nữa. Thì mình sẽ giới thiệu một chút. Thì đầu tiên về phần thiết kế thì các mẫu laptop S530 nó vẫn vậy mà, kiểu nâng này, đấy, màn hình nó sẽ nâng lên thôi. Và màu thay vì màu vàng bình thường đã chuyển sang màu đen xám rồi. Và cái viền ba cạnh đều rất mỏng. Ngày xưa mình cực kỳ thích cái thiết kế này và bây giờ nó cũng vậy. Thì đây là màn hình 15,6 inch Full HD và tấm nền IPS. Thì có thể một số anh em không để ý thì cái dòng 6S530 này thì màn hình nó đã chuyển xuống màn hình TN hay là tấm nền VA rồi, nó sẽ gần sát nhất với IPS thôi. Tuy nhiên thì vẫn đánh giá mẫu laptop S530 nó cao hơn. Với cái mức giá tiền khoảng hơn 18 triệu đồng bỏ ra thì anh em sẽ nhận một cấu hình nó rất tốt với làm việc văn phòng với lại giải trí nhẹ nhàng. Đó chính là Core i7-8550. Mẫu CPU nó đọc tên nó kiểu nhiều số năm quá. Sẽ có 4 nhân 8 đường xung nhịp tối đa có thể đạt được là 4.0GHz, 8GB RAM, MX150 và 1TB HDD. Tức là cái mẫu laptop này ấy, cấu hình nó rất tốt để có thể làm việc văn phòng cũng như giải trí. Tuy nhiên thì nó lại thiếu đi cái SSD. Tức là khi các bạn mua mẫu laptop này về thì theo lời khuyên của mình, các bạn nên đầu tư thêm một ổ SSD tối thiểu sẽ là 120GB. Thì tại sao mà anh em nghĩ là uầy, với 19 triệu đồng thì mình có thể lựa chọn cái mẫu laptop gaming cấu hình nó khủng hơn? Thì đây là lựa chọn mỗi người thôi. Đây là mẫu laptop hướng đến những bạn làm văn phòng và kiểu giải trí nhẹ nhàng. Nếu như anh em không biết thì mẫu S530 tản nhiệt rất tốt, tức là anh em hoàn toàn có thể tận dụng được mẫu CPU Core i7 đấy và cả đồ họa MX150. Anh em hoàn toàn có thể chơi các tựa game như kiểu FIFA này, đột kích này, hay thậm chí sắp tới là Valorant, thì cấu hình mẫu laptop này hoàn toàn có thể chơi được một cách ok. Rồi thì mình sẽ nói nhanh các phần khác, phần trải nghiệm sử dụng, đó chính là phần bàn phím. Bàn phím cho cảm giác bấm rất tốt, phím quái hợp lý, phím bấm này thích. Và phần trackpad này, trackpad thì cho cảm giác di trung bình, thật ra thì cũng không ấn tượng lắm. Được cái là nó có thêm cái cảm biến vân tay một chạm tích hợp, vừa tăng bảo mật cho máy và máy mở cho nhanh, đỡ phải nhập mật khẩu. Còn cuối cùng thì phần cổng kết nối sao, cổng kết nối sẽ được bố trí đều ở hai bên. Khi mà bên cạnh phải các bạn sẽ có một cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C và HDMI. Còn lại bên cạnh trái sẽ là hai cổng USB-A nữa và một khe thẻ SD. Thì thời lượng pin của mẫu laptop này theo mình đánh giá thì là nó rơi vào khoảng độ nửa ngày làm việc. Anh em vẫn cần mang theo một cục sạc. Cục sạc đi theo máy cũng rất nhỏ gọn thôi. Công suất nó rơi vào khoảng độ 50-600W đấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà cục sạc rất nhỏ, anh em hoàn toàn có thể cất vào cặp và mang đi ra ngoài, hoàn toàn tiện lợi. Thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để anh em có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau. Đấy, và đừng quên một điều, ở bên chúng mình sẽ hỗ trợ trả góp 0% và với tiêu chí hàng khan, giá không đổi. Bye bye anh em.